Tôi xin chào tất cả các bạn nhé. Tôi ở dưới đây tôi đánh ít ống lắm mà. Thế tôi xuống tôi nhắc cho tất cả các bạn xem nhé. Có lươn nào. Lươn đấy các bạn. Bởi vì bây giờ là mình đi đánh đang để chờ nước về thôi các bạn. Bây giờ nó không có nước, đánh nó toàn lươn nhỏ thôi các bạn. Không có lươn to. Nó cũng có lừa nữa chứ, ông nói có được có một con. Xịt vào ống nó được các bạn. Ông nói không có lừa. Rồi, con lốt ống cuối cùng. Ông lại được có con này các bạn.
Bạn em phải dơ mình nhá. Về mình sẽ đổi cho các bạn xem nha. Chào các bạn nhé. Thì bây giờ là mình cũng về tới nhà rồi. Bây giờ mình đổ cho toàn thể các bạn xem nhé. Thế quả đánh ở đấy lại đi đánh đằng nào nữa? Quẩy chỗ nào của nước thì rúi lên. Đây. Chỗ nào của nước thì rúi. Không mua lời. Thế bà dơ nó đồ ải nhỉ? Đây. Bà dơ nó đồ ải. Năm nay cái giá đồ ải muộn nhỉ? Đúng không? Mọi năm thì nó đồ từ... Nó là thật là cuốc hết thôi mà là vẫn ổn nữa. Chắc chỉ có vài hướng này đâu. Thế hôm nay có gì đau môi thì đi đúc. Để nở đau. Đây. Thì đau thì đục. Đấy có tí không? Thì chật thế. Bây giờ không có nước. Không được lửa tỏ nữa nhỉ. Ôi, được còn lửa tỏ được thế. Hôm nay cần bao nhiêu? 17. Bác cần luôn à? À bán hết bưởi chưa? Không có bán đéo đâu. Bán cho ai đó? Đéo biết của đồ đéo. Bán ở vườn thì bao nhiêu tiền? 6 triệu. Thế mấy bưởi? Bao nhiêu? 6 triệu. Hà tiêu. Có tiền mà đánh nổ luôn. Có lấy cái để trong này nha. Đức ảnh ít to nhỉ. Ôi dồi ôi. Thôi mấy thì quà chỗ cá nó mò hết à. Ôi đây. Ba nó mò. Còn xa mà bố này. Ờ bắt xe. Ta chỉ ba thứ trước nó chờ có chuyến mà. Tôi gói mấy thì vậy. Khối. Hai mẹ con nó bắt đi. Thôi con này mẹ. Có thông không? Lông nhỉ. Ông bói huyết rồi. Quả gì thì quả. Thế mới nó từ đầu của đây đến đầu. Nó từ từ đã gần trên tận trên Phú Cát. Mẹ chồng ấy mà chồng chỗ ấy đợi mẹ mẹ vào bà thấy trương rồi chờ chuyến ôi dạ bà có tổ thế à, cục này cục như đẹp phết nhở cái đâm mà chồng đề hả đồng nghiệp. Làm chẳng đấy thì cánh ở ấy họ đánh hết ở trận tộc. Con họ đánh hết. Họ đánh bằng ký ấy mà nó không không đánh bằng ống như mình. Con đánh ống nữa. Không, ấy gặp có đánh bằng rọ rồi. Rọ. Nhìn thấy đẹp nhỉ? Không có nước nữa là đẹp rồi. Hết rồi các bạn. Không, con rồi. Con cơ. Đợi liền này các bạn. Ra uống nước chè gì chưa? Ồ, đi về đi đâu? Đây tí nữa đi đâu mà. Giờ đi đúc cái nó lên thế nào được. Nó khô. Khô nhưng nó gân được. Dạ. Khô nó gân được. Ai nhìn mặt nó đằng. Ôi. Rồi. Nó gánh mà chết cái này. Chú nào. Tôi chưa bảo nó nhạt gì. Đó.
các bạn nhé. Bây giờ mình lại nói về phần hòm này. Đó, đây hòm 48 này. Đấy, ta xá mình đàn. Đấy, chỉ có vài ngày nữa là họ đổ ải nước đấy. Là đánh là ok các bạn nhé. Các bạn nào mà đặt hàng ở vợ chồng bên mình thì cái alo cho vợ chồng như mình để vợ chồng như mình đàn nhé. Đây là hòm trúng 60 này. Đây 48 này. Hòm ở bên mình vợ chồng mình nam là đánh là rất bền nhé. Không cứ là bền còn đẹp nữa. Đấy, ba xá mình là đang nuôi chim này. Chim trong quần. Mình chào các bạn nhé.